người học Phật chúng ta mong học. Vì chủ ý của Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là dạy chúng ta thanh đạo, điểm chót cũng phải vượt qua sáu đường luân hồi mới gọi là thành tựu. Mong chư vị hiểu được như vậy thì hộ niệm này thực sự là một pháp tu trì, chứ không phải hộ niệm là đợi cho đến lúc mà mình mê man bất tỉnh trong bệnh viện rồi kêu người ta tới niệm A Di Đà Phật là mình có được. Hoàn toàn không phải như vậy. Mong chư vị nhớ chư vị, hộ niệm là để nhắc nhở cho chúng ta phải làm cho được. Anh tin chưa? Anh chưa tin thì thôi chịu thua. Dẫu cho cả một cái đạo tràng, 100 cái đạo tràng, 1000 người như vậy đến hộ niệm bên cạnh, nhiều khi chỉ tặng cho chúng ta một chút phước để hướng trong đời sau bằng cái cảnh giới đó không biết. Cho chúng ta không phạm sân. Nhớ trực tiên như này. Tín, nguyện, hạnh là cái điểm mà mỗi người muốn vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc phải tự làm lấy, chứ không phải là ba người làm lấy, mà ba người chỉ là người hướng dẫn cho chư vị mà thôi. Đây là điều mà đầu tiên giờ chỉ nhắc nhở cho kỹ để chúng ta khỏi bị lầm lạc là cứ đợi cho đến lúc mình sắp tâm trung bình là kêu ba người niệm tới là sắp. Hoàn toàn không phải, hoàn toàn không phải. Xin thưa với chư vị, những cái câu đầu tiên diệp lượt qua tại vì nó nhiều quá. Thì cái phương pháp hộ niệm này xin thưa là có huyền bí rất nhiều trong những bộ kinh của Đức Bổ Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để lại. Ví dụ như mình hộ niệm mình thấy chúng ta giải chỉ bày cho mình toàn ở trong kinh A Di Đà, trong kinh Vô Lượng Thọ, trong kinh Quán Vô Lượng Thọ là ba bộ kinh chính của tông Tịnh Độ. Trong kinh Niệm Phật Ba La Mật, trong kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Pháp Hoa, trong kinh Lăng Nghiêm, Phật đều nói việc ký đến phương pháp hộ niệm. Thực sự có hết mà chúng ta không hay. Bây giờ chúng ta chỉ còn nói sơ qua như vậy, chứ vị cứ đi nghiên cứu đi rồi ra đấy. Còn nếu mà chư vị không biết đâu nghiên cứu thì có thể nghe những lời pháp của ngài Thanh Không, ngài đã nghiên cứu rồi, ngài đã nói tập tục ra, chúng ta dễ hơn, không còn gì phải nghiên cứu thêm nữa. Xin thưa với chư vị là những cái tài liệu mà nói về cái pháp hộ niệm cũng rất là nhiều, nhất là chư tổ trong Tịnh Độ Tông đều nói qua. Nhưng mà thực ra trong rất nhiều thời gian qua chúng ta đã qua hiểu quá lầm. Như hồi nãy giờ đưa ra cái câu chư tổ đó là vạn nhân tu vạn nhân khứ, môn người tu môn người vãng sanh, chúng ta không thấy chỗ nào chứng minh cả. Thì khi bắt đầu đi hộ niệm rồi chúng ta mới thấy à, chúng ta hiểu lầm chư tổ, chỉ chắc trước chắc sau mà không nghe lời chư tổ giải đại, cho nên chúng ta thường thường bị hiểu lầm. Tại sao cái vạn người tu vạn nhưng mà cái người kia niệm Phật suốt đời sao cũng không vãng sanh? Thực ra chính là các ngài giảng giải trong lúc xả bỏ báo thân, chư vị phải không được thôi chứ niềm tin không được lung lay, sức nguyện vãng sanh không được không tha thiết, và phải tranh thủ thời gian để niệm câu A Di Đà Phật, chứ không phải tranh thủ thời gian đọc một cái bài chú nào để giải nghiệp, không phải tranh thủ thời gian cầu cho cái cơn bệnh này hết đi, không phải tranh thủ thời gian để mà con được an khang tránh điều gì cả. Cho nên thành ra chúng ta làm sai lệch pháp hộ niệm ngay trong lúc xả bỏ bộ tâm, vô tình biến cho bao nhiêu năm tu hành biến thành phước báo nhân thiên, không được vãng sanh. Cho nên cái pháp hộ niệm này thực sự là một pháp tu hướng dẫn cho chúng ta phải thực hiện cho chính xác
ngay trong giờ phút xả bỏ có tâm. Muốn thực hiện chính xác, ngay bây giờ chúng ta phải thực hiện. Muốn thực hiện cho đúng, mong chư vị cố gắng đọc qua để những cái gì sơ xuất mình bỏ đi, những cái gì ưu điểm mình lấy lại, thì lúc đó khi nằm xuống rồi, xin thưa với chư vị, không phải tự chủ nữa, mà trong cái vô ý vô tình chúng ta cứ đưa tất cả những ý niệm đúng về trong vô ý đó là tự động nó phát ra, đúng như vậy, và nhờ độc tu gỡ rối cho chúng ta mới thực hiện được. Đó là cái pháp hộ niệm là như vậy. Những tài liệu về hộ niệm này ở trong này có hết, thì em cũng lược qua mấy vấn đề này luôn, chứ vì có thể nghiên cứu thêm không có nói qua cái chuyện này. Bây giờ em đưa bỏ đi cái 10 câu, em nói tới cái câu bây giờ ta một đêm nữa là cái câu thứ 8. Nãy giờ nó mấy câu này, tức là cả đêm nó dễ quá. Bây giờ trong câu thứ 8 này nó có một ABC dẫn nói ra, chứ vì thấy cái nào đúng nói đúng, thấy cái nào sai nói sai, cái câu tắt thì dẫn đi cho nó gọn, tại vì nhiều quá nhé. Bây giờ cái câu thứ 8 nói rằng là tại sao cần phải hộ niệm. Câu trả lời là: đến thời mà pháp này nghiệp chướng của chúng sanh quá nặng, công phải hộ niệm giúp được người bệnh vượt qua nặng của nghiệp báo. Câu này đúng hay sai? Đúng để chịu vị. Có rất nhiều người sẽ niệm Phật là niệm tâm, niệm Phật thì A Di Đà Phật đến giúp dẫn chúng ta đi về Tây Phương chứ có gì đâu. Giờ mới có đấy. Tại sao bây giờ mình khỏe niệm Phật được, đến lúc lâm chung nghiệp báo ứng hiện ra chúng ta không biết A Di Đà Phật là chữ nào trước chữ nào sau, tâm ta quay cuồng trong cơn do nghiệp rồi, chịu không nổi. Bây giờ đây chúng ta có thể lấy được, vì ông có thể ngồi đây nói chuyện với chư vị, đến lúc mà nằm xuống đời chưa chắc dù ông có thể dỡ cái tay lên. Nhiều một đứa con, một người cha, một người vợ tới ngồi bên cạnh mình chưa không biết đó là cái gì, mình tưởng đó là một chiếc xe hơi, là một cái cổ đại bác, cái gì, cái bóng ma kinh khủng tới đang hiện hữu, chúng ta không biết được. Trong cái phạm chi phẩm mà có phẩm phổ hiện trong kinh hồ niệm Phật nói, các vị Bồ Tát mà lúc lâm chung chư căn của chư vị đã tán hoại rồi, Bồ Tát mà các ngài còn Phật còn cảnh cáo như vậy, đừng nói chi là hạ phạm của chúng ta, mà nghĩ rằng lúc ra đi chúng ta an nhân tự tại, nghiệp chướng đã ứng nghiệp, đã bắt chúng ta làm những cái gì mà nghiệp chướng dạy chúng ta, hoàn toàn chúng ta giống như một đứa con nít không biết đi, bị nghiệp chướng cột cái cổ kéo lên mình, không phải đơn giản. Khi hộ niệm chúng tiêu bị sạch tay, cho nên thực sự cần phải có người hướng dẫn giúp cho chúng ta, thì chúng ta vượt qua cái cảnh đó. Câu trả lời B: chúng sanh phạm tội sát sanh hại Phật quá nhiều, nạn quán tâm trái chủ quá kịch liệt, công phải hộ niệm mới có thể hóa giải cái nạn quán tâm trái chủ lúc lâm chung. Đúng chưa? Chưa vì không hộ, không biết cái hiện tượng quán tâm trái chủ. Cách đây mấy tuổi, dần liên tục điều giải những việc bị quán tâm trái chủ ở bên Mỹ nhiều quá. Một vị đó tự cho mình là đắc đạo rồi, thường được chư Phật ở trên công khai điểm, điểm đạo, không còn thập với hàng phạm phu bệnh dân nữa, mà cứ ngồi đó để chờ chư vị đã xuống. Đây là vọng tưởng,
của anh mà không phải một dòng là giải mà mới gặp người dòng tránh thấp kích liệt. Lần trước thì nói muốn bỏ lần sau bỏ, lần sau thì không nói nhẹ nhàng rồi thì làm thẳng thắn luôn. Tại vì mình và cánh thấp như vậy may sao mới giữ mình tỉnh ngủ nhờ cái ba hồ niệm ở bên cạnh đó, ở hồ niệm giúp đỡ cho con, cho cái vị đó. Vị đó lúc nói chuyện thì hơn, khi nói chuyện xong lại tiếp tục làm như vậy nữa. Và nói nếu mà tiếp tục làm như vậy nữa thì em cắt điện thoại, không có được kêu dẫn điện thoại nữa. Mà những cảnh cảm cô chịu đưa vào trong bệnh viện tâm thần rồi thì là đúng là như vậy. Không thể ăn, không thể uống gì cả, gia đình sợ quá, đưa vào trong bệnh viện. Nó phát hiện ra bệnh tâm thần, đưa vào trong bệnh viện tâm thần được. Hai ngày sau đưa ra giống như một xác chết. Mà vì cái ba người bị quá thành tâm và nghe lời đó, cho nên họ mạnh dạn đi thẳng vào bệnh viện tâm thần, đòi lại cho được cái vị đó, lấy ra thì được. Để ra thì được. Thì bây giờ cũng đỡ rồi. Và xin thưa quý vị, trước khi mà đi tới đây thì ông cũng điều giải những tình trạng như vậy. Vọng tưởng của chúng mình quá nhiều. Tu hành không có cái gì cứ nghĩ ra mình chứ thật không. Hồi giờ những người nào tự xưng là chứng nhất lại được thành tựu trước, chứ bị đặt bỏ đi. Còn cái người mà hôm ngày 1 tháng 5 đó lúc mà thành chưa bao giờ bị đầy tự xưng là tôi niệm Phật nhất tâm bảo đoàn. Một vị ở bên Úc đức chức 10 ngày chưa bao giờ bảo đoàn là tôi và thưa thầy tôi đã niệm Phật đến nhất tâm bất luận, còn người mẹ niệm Phật đến nhất tâm bất luận rồi, chưa bao giờ đâu. Mà vì đó đấy, thầy ơi thầy ơi cứu con nhé, con bà cô tổ tử nhé. Một cái vị bác ăn uống ở Việt Nam giờ cách đây mấy năm giờ là tác tâm không gặp nhiều, dám nói tên là cụ. Tại nó mà cụ cũng biết mà cụ lớn nào mang lên cái cũng mất phần. Khi nào bà cụ nó phản sanh đồng giáo mới tuyên dương là chấp nào hết trơn. Giờ chỉ nói những người nào mà đã thành tựu rồi chứ không dám. Trong lúc người ta đang tu không dám nói. Phải giọng hô hô như vậy. Khổ sống. Khổ sống. Để người ta thành công rồi mới nói. Trong lúc người ta có cái khen cả người ta. Người ta chỉ còn vướng một chút nào lên. Quan gia cho chú cài bẫy như người ta. Hiện tượng này xin thưa với chú quá nhiều, quá nhiều. Nếu mà chú bị nghe trong những cái cuộc tội đạo khế cơ, khế hộ niệm chuối và người ta thường là kê khai ra mà không dám kê khai, người ta kê khai đậm tới người ta thở buồn lắm, không tốt mà không dám nói tên nhiều lắm. Cho nên mong chư vị phải nhớ oán thân trái chủ hãm hại những người tu hành như chúng ta bằng những chiêu thức vô cùng tuyệt diệu. Cảnh cáo với chư vị, tại vì trong những thời gian này do liên tục làm cái điều này mà người ta cái đối lực là do có cái thần lực gì mà thực ra chẳng chỉ nói những lời này thôi, không có cái thôi gì không có thần lực gì cả, mà tại vì cái miệng leo 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 cái cây cai trong cái cuộc những cuộc đấu đàm đó người ta cứ cái gì cái bị cái thành ra thì thôi mình không có duyên mình nói cho dân này không có thần lực nào cả, chỉ giúp là người nó bỏ đi là được, không có đi thì chịu thôi. Con thần trai chủ là không bao giờ nào hãm hại người tốt bằng cách đó, thề lưỡi nhăn mặt nó làm phù đổi chúng ta. Mà những chiêu thế lạ làm cho mình lầm tưởng hoặc là vọng tưởng không tốt. Lúc còn khỏe thì có thể lý luận, đến khi nằm xuống thì các căn tán hoại, nếu không hộ nghiệp thì có chừng uổng phí một đời tu hành. Đúng không chưa? Đây là cái chủ yếu của cái pháp hộ nghiệp giúp cho ta đấy. Cho nên thành ra cái người học Phật không còn phải nghiên cứu nhiều, không còn phải lý luận nhiều, mà ông tổ dạy là lấy tâm trong thành trí thành chí kính, cứ nhận mình là Phật phụ đi để mà được Phật thương cứu mình về Tây Phương Cực Lạc. Ông cụ nhà của bác kia đâu rồi, đây giỏi quá, cách đây mấy tổ chức thôi, giờ mình thấy cái ví dụ tán phục nhiều quá. Bây giờ gần đây mình nói cho nhiều quá, bây giờ kể làm sao cho
Ở Việt Nam năm mới có một bà cụ nôi chịu trách nhiệm mặt sạch. Tại sao bác đàn người có chuyện quay về với cái việc đó và để mất ổn quá. Ngồi từ sáng đến chiều